Hello cả nhà ơi, bữa nay là ngày thứ ba mình mới vừa đi làm về. Mới vừa đi làm về tới nhà là ông xã mình ông chờ mình đi làm về để mà quay cái video làm cái hồ con rùa. Thì hai ba bữa nay là ông ở nhà ông đóng cái khung này, đóng cái khung rồi ông mua cái hồ. Mua cái hồ thì đây là cái hồ con rùa tụi nó ở tạm thời cũng được một năm rồi đó. Đem vô mùa đông năm ngoái, đúng rồi. Đem tụi nó vô đây là mùa đông năm ngoái. Cái là nó ở bây giờ thấy cũng chật chội cho tụi nó đó, thành ra là tại vì cái này là đồ chơi của thương cho nó chơi đất á, chứ không phải là cái hồ để cho nuôi con gì hết trơn á. Cho nên ở mình ở tạm thời thôi. Thì bây giờ là ông chồng mình ổng sẽ view cái hồ này cho ông rùa. Thì bây giờ cả nhà mình sẽ bắt đầu, bây giờ là cái hồ nó đã sẵn sàng rồi, bây giờ phải bỏ đá vô rồi bỏ trang trí này kia cái nọ vô. Còn đây là cái giường của nó, thì khi mà con rùa nó bò lên trên á, nó bò lên trên thì nó sẽ ngủ ở trên này đó, đồ ăn của nó ở đó. Khi mà nó bò xuống nước là bò xuống nước, còn cái này là cái cầu thang để đi lên đi xuống đó, cả nhà ơi. Come on, bim bà vô bim. Đây, thì xin mời cả nhà cùng theo dõi cái video làm cái hồ con rùa nha cả nhà. Dirty towel or something because it might get a little wet here. Okay. Này này mấy em rùa So nằm let's này. get a towel. Đó, em này là to nhất đi. You okay? Ooh. Đó, em đó là to nhất đó cả nhà. What is this? Mẹ. Mẹ mở mẹ coi. Ôi trời ơi, bà điện lớn quá. Ethan and Aiden, you guys want to start doing the tank? I'm doing the tank. Au, 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 au. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Sợ quá mà. Rồi, còn mấy con kia đó trơn rồi. Đây. Ôi trời ơi, ba đứa nằm hết đây luôn á nhà ơi. Đó, đây nè, đây một em nữa nè. Đây một em nè. Dino, con này tên là Dino. Dino, come here. Come here Dino. À, Dino nè. Dễ thương không? Nhỏ xíu à. Thêm một con này nữa nè cả nhà. Ủa cho em này rong rêu bám đầy luôn tụi em chứ. Lấy cái bót đánh cái lưng nó ra anh, cái con này dính rong rêu quá trời luôn. Tổng cộng là bốn con trong này cả nhà. Mấy con này nó cũng y chang, đâu có lớn đâu mà cái con kia sao mà lớn dã man chứ. Này, nó trốn với cái trốn với cái bông sen kìa. Tội chứ cái hồ dơ toàn là rong rêu không. Chuẩn bị vô nhà mới ở chắc tụi nó mừng lắm đây. Cái kìa, kìa bà trốn kìa, ok, che mày lại. Đó. Để đi. Ok. We need to wash this. Đúng rồi, đem ra rửa hết rồi đã. We need to wash this. Bring the dogs out. We're gonna get, I need to go over here and wash. Đem mấy chó vô nhà đi. I know, I need some space now. Okay, guys. Bim bim, bà come on, vô nhà. We're gonna have to bring this out a little bit, okay? Mm-hmm. Khiên luôn cái hồ này ra không? Yeah, we should. Khiên ra ngoài luôn đi chứ, just ra vô dơ. Yeah. Mommy, look. Oh, nặng lắm. Con này nó bự quá, nó chui vô cái ống không nổi luôn. I don't think we can, babe. Xích cái này ra chút xíu anh, xích cái này ra chút xíu. Để cho anh khi mà anh bưng đồ ra nó không có nhẽo nước. Xích ra thôi. Đây. This is very black. Baby. Get the turtles out, guys. Get the turtle out. Okay. Bỏ cái turtle đây thương thương. Đây, đây. Đó, bóc mấy con rùa ra. Thương làm đi. Thì con thò tay vô con lấy, thò tay vô bóc nó ra. Đó, hả? Dạ. Đó, thương bóc rùa ra. Đổ nó ra vậy nè thương đó. À đúng rồi. Rồi vậy đó. Đúng rồi. Bự hơn cái tay của thương mấy lần luôn. Kìa để mình bắt con này cho. Con này hung lắm. Con chào. À. Rồi thêm một con nữa. Đây. We should clean him up. He's so dirty. Để yeah. Mommy lấy đồ gì mommy đánh nó nè. Okay.
need to bring this out somehow. Emily, don't put your hand in there. It's super dirty. Yeah, that's it, Gong. We only have four. Go wash your hands real good. We got to get the logs out too, okay, guys? We need to take this out, Ethan, ASAP. ASAP. Mommy. Trời, dần dần tối rồi cho nên là cũng không thấy. Mấy em nó chơi nè. Cái con này sao mà nó lớn dễ sợ luôn, còn mấy con kia là cũng y chang vậy đó, không có lớn chút xíu nào. Rồi á, mà trời con cắn nó con. Ok, rồi bây giờ sẽ khiêng cái hồ này ra ngoài. Lấy mấy cái đá ra. Oh my god. Mom, I need your help. My one thing, hands not gonna do this in time, babe. I'll help. Yeah, be careful. Don't drop in the rocks. Go so slowly. I don't need to do fast. Go so slowly. Let mommy help you. Go watch him, man. Cause if he break it. Okay, bây giờ bỏ hết đá vô. Ethan, we're good. Bỏ đá vô này đó nha. Go slowly. See, it doesn't. I don't. Okay. Nothing. Whoa, baby, no. See. No, oh, not like that. She can't reach it, so just drop it. I know, you can't do that. You can't do that. Mommy, do it, please. First, I'm going to wait above her. Rồi, đây cả nhà ơi. Bỏ đá vô xong rồi, bây giờ bỏ mấy viên bi vô cho nó đẹp mắt. Wow, đẹp chứ anh? Anh. Nhìn cái này về. Nhìn cái này. Ah, look how sáng dữ sợ luôn. Oh, that's good. Oh, that's good. I'm burying. Oh, you want me to bury it or just no, I don't think we need to bury it. Okay. No, you don't need to bury it. Just put it on top of here, Vina. Tại vì trong này nó có cái đèn này cả nhà. Cái cây dài dài này là đèn với lại là bong bóng. Găm nước lại găm điện là nó sẽ nổ vì bong bóng với lại là có đèn. Okay, friends. They came with this too, friends. Là cái gì? Sampler water care kit. We don't know. What is this, friends? Oh, look. A water conditioner, makes tap water safe for your fish. All right, sure. Hey, open this and pour this in there, guys. Okay. All right, pour that in there. Bim bim, bim bim. They're like, what's going on? Where's Prime, man? Mm-hmm. Where's the Prime? The little red bottle that cute. It was. Then we need the lid too. Once this fills up with water. And then get the lid on. Bim bim, bim bim. Thấy mấy con rùa bò xã hồ không lui lại nè. Right. Bên đây này. Đùa là đang có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao tụi tôi ở nhốt trong này vậy? Nước đâu? Nước đâu? Không có nước. Cắt nước quá. Gì thế? Rồi, xả nước vô nè. Đó. Nó mới làm. À, bắt đầu bỏ nước vô. Oh boy. One cup no. Of like one more we need there. Cái chỗ mà để cho tụi nó bơi lên trên. Where's my coi. Đây là cái giường của tụi nó này. Rồi cả nhà ơi, xong rồi đây. Put them all. Okay. Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng. Let them, put them, yeah, and then let them chill and then let them figure it out. Bây giờ anh em sẽ bỏ rùa vô nè. Let them figure it out. Nó bỏ cái tay lên luôn kìa. Up and. You already went down already. Oh. He already went down. Going back up. Emily, come down. Back up, Emily. Let's get Dino. Yep, he's gonna go down. Yeah. Oh, he's swimming. You mean?
Oh, okay, be me. He's looking at his reflection again. The other guy's just chilling in the bowl. Bro, don't be so mean. Okay, Emily. Oh, he keeps looking at his reflection. Here we go. Now we can see the turtles better. I'm walking look at Dino. Uh-oh. La joya acá. Bebe. ¿Tenemos un look? I'm gonna go swim. I'm gonna walk in like that. Oh, will he go? He's gonna go. He's going. Yay. Oh. He's like bubbles. Bubbles, what's that? Going back up. Này nè con, đi hướng bên này nè. No, it's not right. Let him. Let him figure it out. Oh. Hopefully they went in. Huh? Who went in? First, the Dino went in. No, you mean Emily's? Oh, the one that just went in? I think that's, is that May? Or May? Yeah, May's just went in. Oh yeah, May. No, that's... No, he's down here, Ethan. Oh, and here comes this one. Oh, Dino. Uh-oh, Dino's coming. Yay. Dino's coming to join in. Yeah. Dino's coming to join in. And then there's, what's that one, Ethan? Spike. Yeah, Spike. Spike's just hanging out right there, trying to figure out a way to escape. Then you're going in the little candle. Oh. Ah! Wait, oh. Get out. Whoa. What the? He's Whoa. Spider-Man. Whoa. Uh-oh. Uh-oh. Oh my god, that hurt him though. Mm-hmm. Oh, he landed on his leg. Wait, don't swim up, he's not here. He's Spider-Man. Can you go to the top? Yeah, we gotta have to go. He's Spider-Man. Look at me, beam again. He's going everywhere. Oh, he's hiding in the leaves. Oh, he sees the bubbles. He's going to the bubbles. No, he sees the light. He likes bubbles and lights. Be me. Be happy. Come on up. It's good. Okay, put it down. Okay, put it down. Silly. Chủ nhật mình sẽ ra mình review lại cho cả nhà coi chứ tại vì bây giờ tối quá. Rủ nó làm với nhau. Thấy mình ra sợ quá. Dino đó. Nên mình phải chờ tới sáng ngày chủ nhật mình mới ra mình quay phim ban ngày. Chứ cái tối hôm mà đi làm về xong rồi mới làm nó cũng tối quá mình quay không có thấy rõ. Đó. Đây là cái hồ con rùa. Bữa trước là tụi nó ở trong cái hồ ngoài kia kìa. Cái đó cũng không phải là cái hồ đâu cả nhà. Chỉ là bỏ tạm thời tại mùa đông á, lạnh á, đem tụi nó vô thì cho nó ở tạm thời đó thôi. Chứ cái đó không phải là cái hồ để nuôi con gì hết á. Cái đó đồ chơi của Út Thương để bỏ cát vô đó cho nó chơi. Thì xã mình ổng coi trên mạng xong rồi là ổng thiết kế cái hồ này. Đáng lẽ là ổng mua cái hồ lớn hơn nữa. Nó sale á, nhưng mà ổng miss cái sale đó, ổng không có mua được. Thành ra là ổng phải mua cái hồ nhỏ hơn. Rồi trên này thì mình build cái giường cho tụi nó ở. Nó lên trên này. Có một chút xíu nước. Có cỏ giả. Tại vì trong bốn con này là có một con là giống như không phải là rùa nước á cả nhà. Đó. Con này nè. Con Dino này nè, nó là giống như kiểu không phải thuộc rùa nước tại cái chân của nó không có cái màng mà để bơi á, giống như bằng mấy con kia. Con này là giống như kiểu rùa nằm trên cạn nhiều hơn. Đó. Còn mấy em bên này thì là thích bơi dưới nước. Thưa con cho nó ăn đi. Đi phước đi. Lấy phước cho nó ăn. Oh my god. Oh. À, con cho nó ăn. Hey there. He have. Oh hi there, Spike.
I need a boy. Hey, look at, look at, look at this. Have a cool design in the show. Look at my beast. That's my beast. Lấy đồ ăn cho nó đi con. Okay. Eat food. Okay. Get more food. You guys want cockroach? Cockroach? Ooh, you put a lot. Not just one. This much? Nào cũng đói bụng, ăn nhiều dữ lắm. Ok, that's enough, that's enough, no more. Gia đình mình hay ra đây ngồi ngắm rùa bơi coi nó cũng vui chứ mấy bữa nó nằm ở trong cái hồ nhỏ xíu đó mình đâu có thấy nó bơi được đâu. Ông xã mình ông rất là giỏi về mấy cái mà hồ cá hồ rùa ông set up đó. Đây là cái máy lọc này cả nhà, đây là cái bộ lọc của nó. Sáng nào ra là cũng thấy mấy em nó nằm trên cỏ. Nó thấy mình ra là nó bỏ nó chạy hết trơn. Đây là cái hồ con rùa nhìn ra. Ok. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video làm hồ con rùa. Mình xin hẹn gặp lại cả nhà trong cái video tiếp theo. Chúc mọi người sức khỏe. Chào tạm biệt. Bye cả nhà.